thêm linh hoạt, thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thảm số sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm số sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm số sàn nó sẽ gồm những cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm được đích thực là mua nhiều tấm xốp như thế này thì ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp Evan nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài. Có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, cực tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt, bé không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không? Không thể bảo vệ được con yêu của bạn. Nệm thì nó quá dày đúng không? Các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ rất là gì? Bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn bé vậy để bậy đoán thức uống thoát xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau vùi sơ qua thôi là nó đã sạch đủ cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì? Không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mà, nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm xốp của nhà bên mình nó so cả âm cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả đều ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào hè. Mà lần nó mua cho 4 tấm thì tự nhiên tại sao? Tại mẫu nó em hết rồi đó, cái màu nhà em hết rồi đó. Tự nhiên nhắn một màu khác xem là tự nhiên thấy liền nè. Nha, tự nhiên lưu ý em trai mình là một lần mua được 4 tấm là do cái màu đó nhà em hết á, chứ không phải là một lần tự nhiên mua được 4 tấm đâu. Tự nhiên mua não mã nào của nhà bên em để em check ship cho tự nhiên nè. Nha, tự nhiên ơi, cái đó là do cái màu đó tự nhiên đang mua xanh dương đúng không? Tại do cái màu xanh dương của nhà bên em hết thì tự nhiên đâu mua được. Em chặn màu tối à. Không phải, mà cái mẫu đó của nhà bên chị nó hết màu tối rồi. Hiện tại nhà bên chị chỉ còn xanh dương, xám, hồng, vàng, da trời, xanh lá, đỏ, tím, không có màu đầu tối đó bé. 2cm mới có màu tối nha. 2cm thì nó sẽ còn màu nâu đậm nè, màu xanh than nè. Còn nếu như mà 1cm thì thua. 1cm không còn màu tối, 1cm nó còn màu sáng các bé. 1cm nó chỉ còn màu sáng thôi nha. Rồi 1cm nó chỉ còn màu sáng thôi bé. Xám còn không còn bé, màu xám còn nè. Màu xám nè, màu xám cái mã chị đang ghim cho em là màu xám, mà màu xám quá trời luôn bé. Màu xám của dòng 1cm đúng không? Mà xám nó cũng tươi tỉnh nha, chứ không phải là xám nó tối thùi đâu nha bé. Đây xám nè bé. Nha. Màu xám nó như thế này nha, màu xám nó như thế này nè nha, chứ không phải là màu đen thui đâu nha. Xám, xám trong tưởng tượng sẽ là màu tối đúng không? Nhưng mà màu này là màu nhu á. Đây. 17.000. 17.000 một tấm là đối với dòng 1cm, còn 40.000 một tấm là của dòng 2cm dùng cho nhà bên chị nha bé. Đó. Rồi nha anh chị nào đến với livestream ngày hôm nay của nhà bên mình, cần mình tư vấn gì nữa các bạn cứ comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn nha. Thẩm mỹ, thẩm lông, phân khéo, bên cổ, dành thẩm số, dành thẩm chữ và dành thẩm hình, nhà mình đang có đầy đủ dành tất cả các anh chị các bạn luôn ạ. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình có gặp bất cứ vấn đề gì các bạn cứ thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn thêm nha. 17.000 một tấm đó thì nhiều ơi, chị sẽ ghim lại cho em nha bé. Nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có làn da nhạy cảm thì
cực kỳ là không tốt, bất tiện nào hết ạ. Thảm tốt lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có lợi ích bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn bé bệnh để bệnh đoán thức uống tốt xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau thử sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là những không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạnh nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà bên mình nó sống động. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả lỗ ống áp và vùng đông mát mẻ mùa hè bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài bị bắt, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì đi dưới đường gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút bạn nhìn kích thích thị giác và phát triển tri năng của bé. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mình thấy sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều kiểu sợ, có nhiều mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà vì có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với live stream ngày hôm nay của nhà mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm sốt 30x30x1cm như thế này thì có giá 1.000 thôi, và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào cộng thoáng ngay cho mình để sở hữu ngay bộ combo thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy cầm ngay chúng mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ giảm giá nhập lên để chiêu rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào mua thôi là đã sở hữu ngay bộ combo thảm sốt lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Ngày nay thảm thì rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm sốt lót sàn như thế này để về lót sàn, để đền to nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm sốt lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay đệm khi ngủ. Thảm sốt lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm sốt như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm sốt lót sàn nó sẽ không những miếng sốt nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng sốt lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm những tích hợp và mua nhiều ghép lại với nhau nha. Sốt này làm từ sốt evan nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, cực tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt, sẽ không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt thịt của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, đệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về vi khuẩn da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt bất kể nào hết ạ. Thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ nói là gì, bởi vì nó không chống nước, vì vậy con bạn bé bệnh để bệnh đoán thức uống tốt xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau thử sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạng nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong mấy ông đi mua máy tính trong thang. Không hỏi thôi. Khi bé vui chơi giải trí trên đệm này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả lỗ ống áp và vùng đông mát mẻ vào hè bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì dưới đường gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt, dễ bị té ngã quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường để mua ra những bộ thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều kiểu sợ, có nhiều mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà vì có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với live stream ngày hôm nay của nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm sốt 30x30x1cm có giá 150.000 thôi, và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào cộng thoáng ngay cho mình để sở hữu ngay bộ combo thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy cầm ngay cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ giảm giá nhập lên đã kia rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm sốt lót sàn như thế này cho bé yêu của mình.
ngày nay thảm số gốc sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm số gốc sàn như thế này để về lót sàn, để đề con nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm số gốc sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay đệm khi ngủ. Thảm số gốc sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga, đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng dòng thảm số như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm số gốc sàn nó sẽ gồm cái miếng số nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng số lớn, tùy theo nhu cầu sử dụng thật là môi trường tấm xốp như thế này ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không nguồn không ảnh hưởng sức khỏe của người ta, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cắt âm, cắt nhiệt, thì tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn nè. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt, sẽ không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, đẹp thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều cái gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt, có thể nặng thế nào. Thảm số gốc sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ rất là gì, bởi vì nó không chống nước, vì vậy con bạn bé bệnh nhẹ bệnh đoán thức uống rất tốt. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt khô lau chỉ sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có đồ đàn hồi này, nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng không ạ? Khi bé tập đi, khi bé tập trượt, khi bé tập bò, nó sẽ giúp bảo vệ cho những vận động viên chuyên nghiệp không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao. Đồng thời sử dụng dòng thảm xốp lót sàn như này của nhà mình, các bạn mua là nhờ độ đàn hồi, và càng dày thì độ đàn hồi càng cao, càng dày thì xài càng sướng, càng đã dùng cho nhà bên mình. Và chính cái độ đàn hồi này nó sẽ giúp bảo vệ cho con của bạn bé sẽ không bị đau khi bé vui chơi giải trí khám phá thế giới bên ngoài. Khi bé tập đi, khi bé tập trượt, khi bé tập bò, nó sẽ giúp bảo vệ cho những vận động viên chuyên nghiệp không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao. Và đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, các bạn lưu ý cho nhà bên mình là gì ạ? Ngoài những dòng thảm xốp lót sàn, đối với anh chị ở ngoài miền Bắc khi bước vào mùa nồm, đi dưới gạch nó sẽ hơi lạnh lẽo chân tay và đôi khi là dễ bị trơn trượt, dễ bị té ngã. Nhưng khi sử dụng dòng thảm xốp lót sàn này của nhà mình thì các bạn có đồng ý với mình một điều không ạ? Đây các chị nhìn kỹ dùm cho nhà bên em nha. Rồi đây là giữ ấm đôi chân và cơ thể bạn ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Thông thường những dòng thảm xốp lót sàn như thế này nó sẽ có rất nhiều màu sắc, và cái màu sắc này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Và đây chính là một trong những nguyên nhân mẹ nên mua ngay những dòng thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình đi ạ. Nhiều màu sắc như sẽ có nhiều kích thước 30, 40, 45, 58, 60, 61 và 62 cm. Độ dày sẽ là từ 1 đến 2 cm dành cho tất cả các anh chị và các bạn nào. Thẩm lý, thẩm đông, phân khéo, bên gỗ, dòng thảm số, dòng thảm chữ và dòng mình. Nhà mình đang có đầy đủ dành tất cả các anh chị. Khi nhận được sản phẩm này cũng như mình có gặp bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị và các bạn nha. Rồi trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà bên mình đã ghim rồi, các bạn chỉ cần nghe voucher mua. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment giúp nhà bên mình luôn nha. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình đang lên dòng sản phẩm 60-60 nhân 1 cm như này, nó chỉ có giá là bao nhiêu thôi ạ? Vâng, chỉ có giá là 17.000 một tấm và nhà mình có hỗ trợ ship dành tất cả các anh chị và các bạn nha. Khi nhận được sản phẩm này của mình, nếu chất lượng tốt thì cho mình xin một feedback như thế này nhé tất cả các tình ơi. Rồi trăm năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà mình đã ghim, các bạn chỉ cần nhấn ngay vào chúng mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị và các bạn đúng không ạ? Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi con nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay đệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga, đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm những cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn, tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm tích hợp là môi nhiều tấm xốp như thế này thì ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cắt âm, cắt nhiệt, thì tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn nè. Vì vậy mà chị đã sẽ bảo vệ cho làn da non nớt, sẽ không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp xúc của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu để chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, đẹp thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt, có thể nặng thế nào. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ là gì, bởi vì nó không chống nước, vì vậy con bạn bé bệnh nhẹ bệnh đoán tự uống tốt xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt khô lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có đồ đàn hồi, đồ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng không? Nó còn bảo vệ cho các vận động viên
không bị tổn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Trong tâm trong cảm xúc của nhà của mình nó có cả ấm trong tâm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng dưới tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả những ấm áp và mùa đông mát mẻ cầu hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra vào miền Bắc hiện tại miền Bắc đang bị mùa đồ thì đi dưới đường rất là lạnh lẽo, và đôi khi thì chơi thường dễ bị té ngã quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy cửa của nhà của mình, nhà của mình đang có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút bạn đến sức tỉ giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà bạn mua ngay một bộ sản xuất lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều chiếc chọn mắt, thì có nhiều mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau, vì vậy mà gì có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím các bạn thích màu hồng. Đến với làm chuyên ngày hôm nay của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các chị và các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ lên cho bạn một combo 30 tấm sản xuất 30x30x100cm như thế này, thì có giá 150.000 thôi, và nhà của mình sẽ hỗ trợ tiếp cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ lĩnh ngay vào công khai ngay cho mình để sở hữu ngay bộ combo sản xuất lót sàn như thế này của nhà mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài rộng để mình trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại cũng rồi giảm giá nhập liên tại Tivo Kết Sản, định tính ngay vào mua thôi là đã sở hữu thêm một bộ combo sản xuất lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Ngày nay sản xuất lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua được dòng sản xuất lót sàn như thế này để về lót sàn để gì coi nhà của, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm rộng rãi, đúng không ạ? Sản xuất lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Sản xuất lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga, đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng sản xuất như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Sản xuất lót sàn nó sẽ gồm những cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm những thức phẩm và mua nhiều tấm xốp như thế này ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp đen vàng nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn các âm cách nhiệt. Ông không lo đi chịu mưa ông Thanh. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt, vẻ không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Không phải cái gì mà dùng chiếu bị chiếu quá mỏng, đúng không? Không thể để bảo vệ được con dùng vàng đẹp thì nó quá dày, đúng không? Các bạn không thể làm vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt của trẻ nào hết ạ. Cảm xúc lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ là gì, bởi vì nó không chống nước, vì bệnh con bạn vẽ bệnh để bệnh đoán thức uống sốt xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn nước khô lau từ đâu qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi, độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là những không bị đau có giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng không? Có nha bạn ơi. Các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu. Rồi 12.000 một tấm nha bạn. Thảm lỗi của nhà mình hiện tại đang có là combo và mã lẻ tấm nha. Rồi bây giờ mà đợi chút xíu để mình ghim cái sản phẩm này lên cho bạn xem nha. Đây. Bạn cần mua số lượng bao nhiêu bạn? Cái sau lưng chị là 60, đúng rồi. Cái sau lưng chị của nhà mình chị là 60 đó cưng. Ví dụ như em mua mã số 10 trong giỏ hàng, đúng rồi, em sau lưng của chị là 60 đó bé. Đây 60 nó sẽ như thế này nha. Đây ví dụ mà chà bên chị vừa chị đang ghim cho em là cái mã lẻ tấm nhá, 60x1cm thì nó sẽ là 10 bao nhiêu ạ? 12.000 một tấm bé. Cái mã chị vừa ghim cho em là dòng 12.000 một tấm nha. Còn nếu như em mua dòng 2cm thì nó sẽ là 26. Em đặt mấy lần phí ship cao quá. Sốt dày không bạn? Có dòng dày và dòng mỏng, bạn muốn mua dòng nào bé? Em có xài cái này không? Do cái số tiền em mua ít đó bé, em mua mấy tấm vậy? Cho chị hỏi là em mua mấy tấm vậy bé? Mỏng cũng được chị ơi. Không, mỏng 1cm là vừa rồi, nó không hề mỏng đâu, nó sẽ là dòng dày vừa. Nhưng mà cho chị hỏi là gì ạ? Dày hả? Dày mua mã số 16 trong giỏ hàng dùm cho nhà bên em nha. Đây mã số 16 nha, 40.000 một tấm, em mua khoảng 15 tấm chị. 15 tấm. Em về đâu vậy bé? Em về nơi đâu vậy bé? Mã số 16 trong giỏ hàng dùm cho nhà bên em nha nhơi. Rồi em đợi chút xíu là chị ghim lại cái mã số 10, chị check ship cho em nha. Mã số 16 là dòng dày này nha bé. 40.000 một tấm nha thằng bé, 40.000 một tấm dùm cho nhà bên em nha. Đây 15. Em về miền Bắc hay miền Trung hay miền Nam vậy bé? 15 tấm phí ship của em cũng có 30k thôi mà. Nếu mà em ở miền Nam á, tại vì em được hỗ trợ ship đến 80k lận. 10 tấm thì anh lưu ý cho em nha, miền Bắc. Ô miền Bắc phí ship em có được trừ 80k ship không?
em có được trừ là 70-80k ship không? Nếu như mà em được trừ rồi, phí ship em vẫn cao là do rồi bé là do em ở xa chị quá, chị tiếp miền Nam á. Em mua loại giày đúng không ạ? Em ở Buôn Ma Thuột. Em ở Buôn Ma Thuột thì em kiểm tra giùm chị nha. Đây, em mua dòng giày đúng không? Em mua dòng giày thì em mua mã này. Em mua 10 miếng đúng không? Để chị xem nha, 10 miếng để chị check xem phí ship về Buôn Ma Thuột là nhiêu nha. Về Bắc phí ship cao đấy. Về Bắc phí ship cao tại vì kho của nhà bên chị là ở miền Nam. Buôn Ma Thuột em đợi chút xíu tại khu vực Tây Nguyên đâu vậy? À, 10 tấm này em, 10 tấm này em sẽ được hỗ trợ ship là 150k nhé thằng bé. Là cái nhất, cái thứ hai em được giảm giá thêm 30k nữa. Nên phí ship tổng tổng 10 tấm của em khoảng là 404.000 thôi. Đây nha thằng bé. Cái này là phí ship em, tại vì phí ship của em ra ngoài đó hơi xa á, nên mà phí ship nó cao bé chứ chị không làm gì được hết đó. Nếu mà em đặt trừ 70-80k thì ship rồi. Là thằng bé khoảng 400 mấy cho mấy khoảng cho hơn 400 ngàn một chút xíu rồi nha thằng bé ơi. 18 nhá, cái dòng này là dòng dày các bạn, bạn lưu ý nha. Cái dòng này là cái dòng dày lên tới 2 cm, vì vậy độ bền lên của nó là lên tới vài chục năm dùng cho nhà bên mình luôn nha. Nó khác là với cái dòng 1 cm. Dòng 1 cm là dòng hàng thường thôi, nó chỉ là dày vừa thôi. Còn dòng 2 cm là dòng chống va đập và chống té ngã, sử dụng những cho vận động viên thi đấu trong môi trường với cường độ cao. Vì vậy mà độ bền của nó rất là bền dùng cho nhà bên mình luôn nha. Đây, 60x60x2 cm nó sẽ như thế này dùng cho nhà bên mình nha. Đó, rồi thằng bé ơi, em có quyền lựa màu nha. Ví dụ màu chị đang cho em xem, cái màu này được gọi là màu da trời nè. Còn màu xanh dương nó sẽ đậm hơn một xíu. Nhà bên chị còn có thêm màu xám, màu 2 cm, có thêm hồng, xanh than, nâu, tím, vàng, trắng. Nhưng mà 1 cm em mua hàng lỗi thì em chịu dùng chị, chứ chị bây giờ chị cũng không thể nào ấy được. Tại cái phí ship là do sàn đó bé, chứ không phải là do chị đâu bé. Thật sự là như vậy đó. Rồi nha, anh chị nào đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment giúp nhà mình. Đó, cái dòng này là dòng 2 cm nha anh chị. Thôi để em ghim 2 cm cho các chị mua đi. Nếu như em không được trừ có nghĩa là do cái nick của em rồi, có nghĩa là gì? Ở trên đây á, một tuần nó sẽ cho em khoảng 2-3 cái voucher free ship extra. Nên nếu như em bị mất quá nhiều tiền ship là do cái nick của em còn cái nick nào không? 183k ship là do cái nick của em không được, đầu tiên cái nick của em không được trừ 150k đúng không? Nên nè, ngày hôm nay em phải trừ 10 tấm của chị, em phải được trừ 150k tiền ship. Nên mà em sẽ còn 33k ship. Nhưng mà bởi vì em mua hóa đơn từ 300 ngàn trở lên, em được giảm thêm 30k tiền ship nữa. Tính ra em chỉ mất là có 3 ngàn thôi. Tổng bill của em là 403 ngàn, hoặc là 404.000 thôi. Nếu như mà hơn cái mức đó, em mượn tạm một nick của ai đó để mua hàng giúp cho nhà bên chị được không? Em có nick khác không?
em có nick khác không, hoặc là em mượn tạm nick của một ai đó để em mua hàng đi. Tại vì phí ship 183.000 là đúng, nhưng mà em sẽ thấy có voucher ship trừ đi 150k nè, voucher của sàn giảm thêm em 30k nữa, là tổng đơn hàng em cộng cái số đỏ cuối cùng á, nó chỉ có là 403.000 mấy trăm đồng á, là chỉ cho là 404.000 á, là coi như là em mất 4.000 ship thôi chứ không có nhiều gì đâu. Nói chung là trừ voucher như vậy đi bé, thì là không tốt mất tiền nào hết ạ. Cảm xúc lắc sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không trong nước, vì vậy con bạn bè bạn bè bạn đoán thức uống trót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi lau vùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi, độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạng nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà bên mình nó sống cả ở cách tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả tiêu ấm áp và mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì đi dưới hình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quầy của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ tạm sốt có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà của mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 tạm số 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nghe cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình chiều tích, chiều dài, chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ giảm giá nhập lên đã kêu rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chủ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi coi nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay đệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm những cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể là mua ít hoặc là mua nhiều tấm xốp như thế này thì ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp epa nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài. Có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, thì tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt, để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không? Không thể bảo vệ được con yêu của bạn. Đệm thì nó quá dày đúng không? Các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt mất tiền nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn bé bạn bè bạn đoán thức uống trót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi lau vùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi, độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạng nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà bên mình nó sống cả ở cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả tiêu ấm áp vào mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì đi dưới hình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quầy của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ,
đó các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà của mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 36 tạm số 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái ngay cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà của mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại tôi trời giảm giá nhà bên em đã kêu rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chủ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi coi nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu thay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm những cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm quyết thật là mua nhiều tấm xốp như thế này ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp Eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, thì tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, đệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một điểm nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ đó là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn bé bậy để bậy đoán thức uống rớt xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sâu qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi, độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng mạng. Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm xốp của nhà bên mình nó sóng cả cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả những độ ấm áp vào mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm thì đi dưới nền gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích thị giác và phát triển tri năng của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các chị và các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 tạm số 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái ngay cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại tôi trời giảm giá nhập lên đã kêu rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chủ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi coi nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu thay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm những cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm quyết thật là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp Eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, thì tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước bé không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, đẹp thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ đó là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn bé bậy để bậy đoán thức uống rớt xuống, các bạn
bạn chỉ cần lấy một cái căn ướt thôi, lau vùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có đồ đàn hồi. Cái gì vậy anh?